Cảm ơn cả nhà đã quay lại video của mình nha. Thì hiện tại là đang vào mùa nước trong nước thanh nè. Thì mùa này là mùa của nghề lặn biển ở quê em á cả nhà. Hôm nay em sẽ xuống bến sò Vuồn, bến sò Chí Công ở quê của em để quay sò ốc cho cả nhà xem nha. Thì mấy này chắc xem cá nhiều chắc cũng ngán cả nhà. Cái điểm này á, anh chị nào mà có ghé qua quốc lộ 1A á, tới địa chỉ là ngã ba Vuồn, ngã ba Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận, tới chỗ này á, là hỏi bến sò Vuồn ở đâu là người ta chỉ cách quốc lộ 1A tầm 1,5 cây đến 2 cây số đó cả nhà. Ở quê em mùa này là bao sò ốc luôn, sò ốc các thứ loại gì cũng có hết. Quầy bên đây rất là nhiều hải sản nè. Đây là mặt tuốt ốc voi bên đây nữa, trời ơi mực ngang. Tất cả là đều là hàng lặn đó nha cả nhà. Sáng nay mấy chú lặn tầm 1 giờ trưa là vào. Dạ em chào chị. Chị ơi em hỏi xíu giá được không? Chị như ốc tỏi này nhiêu ký chị? Ốc tỏi nè. Ốc tỏi này 120 hả? Còn bên đây là ốc gai, ốc nhị giọng đó chị ha. Ở đây ghi chưa lên vô. Chưa lên ha. Đang bắt đầu vô nữa chị ha. Còn bạch tuộc với ốc voi chị? Bạch tuộc thì bán thơm, thì theo em bán có 120 của 13. Dạ dạ, ốc voi. Ốc voi thì tầm 5 giá 170 đủ lại. Ốc voi đảo á. Bây giờ hiện nay bán còn giữ. Ốc voi đảo á, còn sống luôn nha cả nhà. Đây còn sống luôn. Ui, đảo quá. Còn bên đây là mực ngang và mino luôn nha. Đó. Mino có nghĩa là nó tươi á, nó vừa chết á, là nó có mấy cái màu này nè, gọi là mực mino. Thì người ta dân mua mực á là người ta nhìn vào cái màu sắc như thế này là biết con mực nó có tươi hay không tươi á. Cái này là sò display. Đây là sò chai hay gọi là sò chuối á, người ta tách vỏ ra rồi ta lấy ruột thôi, lấy còi thôi. Đây là con sò quéo hả chị? Quắn. À sò quắn em quên. Con sò này ngày xưa là người ta đổ đóng người ta bỏ luôn nha cả nhà. Mà từ giờ kiếm hàng già cũng có giá lắm á. Giờ 450.000 ký. Con này là mình luộc ha, mình chấm muối tiêu ăn với rau dăm á. Mắm gừng. Mắm gừng. Chị tên gì? Chị Thảo hả? Rồi em để số điện thoại chị Thảo, ai cần liên hệ mua hải sản nha. Cái chén hôm nay bao nhiêu tiền chị? 12.000 ký hả? Trên còn nhất tự. Ủa, con này còn kêu là hào hương gì đúng không? Hào hương đó hả? Chú. Lâu lâu mới thấy xuất hiện nha. Em thấy còn nó bự không? Dạ thấy rồi. Tức giận chưa? Sò này mình đóng đi sao không chị? Hả? Đóng đi sao hay là mình bán ở đây thôi? Bán ở đây không có, đóng đi sao? Dạ dạ, thường mình đóng tỉnh nào chị? Sài Gòn hả? Sài Gòn, Tây Ninh nhiều. Đà Lạt, Tây Ninh. Đà Lạt, Tây Ninh ha. Đóng cho mấy quán nhậu luôn ha chị ha. Chị hả? Dạ, có chuối nha. Quay quay sò nha, đóng lên người á. Bên trong em thấy có đây là sò quạt, sò mai nè. Dặn quá. Hai vỏ sò lông. Sò lông mới ngồi em gọi là sò huyết nha. Sò huyết nha. 100 là bình thường. Đây có thêm bắp tỏi nè. 750 tỏi với tu hai. 100 mấy rồi á. Sò mai lớn kìa. Ba ký thôi.
cây me để đóng đi xa nè. Cây me bằng cách là nhúng mặn á, mình bỏ thêm cá vô cho nó lửa nó tê luôn. Nhúng vô chị, mình ngâm khoảng bao nhiêu lâu là nó tê chị? Ngâm chút mấy giờ xíu à, xíu là nó tê là mình đóng đi xa được đúng không? Đi xa được bao nhiêu tiếng chị? Không biết, hỏi mấy người đi đi xa gì. Tới đó là nó còn sống luôn ha, tỷ lệ sống cao luôn ha. Đi Đà Nẵng là đồ cũng đi, không đi thành phố thì Đà Nẵng nữa. Tây là loại bún tây cũng lớn nè, mấy tấm này cả nhà nè, 40-50 con ký nè. Đây là con sò bốn chân cô. Con này bao nhiêu tiền ký cô? 40. Còn sống luôn à? Mới lặn vô. 70, 80, 100 có. Đây là ốc mỡ. Mỡ nhiêu tiền cô? 50 hả? Này thả nè, 60. Đây coi còn ốc hương biển nè. Và 500 ký. 600. Quay vô. Ví dụ mình kêu một bao này được bao nhiêu tiền chú? Một bao này được bao nhiêu tiền? 5.000 hả? 5.000 hả? Bao này được cái tạ không? Được cái tạ không? Hơn nước nó hơn nha. Nước vô nữa. Nước vậy. Thôi tại giữ được rồi, đưa lại rồi. Đây để mấy cô nè. Người khác ta quay thả bá đi chứ. 5.000. 5.000 một bao. Trời này nắng đó cô, nắng lắm cô, nắng nóng à. Nắng nóng à chủ trì bà. Bà này chủ trì đây. Bà này chủ trì xá là. Này căng là vận chuyển đi cả nhà ơi. Cái thùng này là đóng nói nè cả nhà nè. Nó chỉ cao từ đây tới đây thôi. 182 em. Chưa bán hả? Tới. Tới, còn bên kia là cái gì? Cá đục. Hello. Ủa là lặn vô bán anh ha. Bán hay là đem về? Nó bị lóc này. Mẹ, cái đây giờ mình nấu chua nha, các nhà nha. Nó bị lóc này. Đây là cân ngựa cả nhà. Cân ngựa cái này quý lắm đó. 60 triệu đồng một ký. Nếu mà cân ngựa cô là mấy chục triệu nha. Giết ghé là chị. Không có hôm nay gì hôm nay. Ở đây quá trời hôm nay. Quá trời.
Vậy nè mình cũng phân ra loại 1, loại 2 nha cả nhà. Trong đây là ốc miền giọng cả nhà. Sống luôn. Quá to luôn. Cái này xôi mà. Mùa này mực nang nhiều nè. Quá đẹp. Đây còn có 7 cái máy 8 kg. Chu này bao nhiêu tiền ký chị? 200 mấy hả? Có cá này chị? Mấy chục hả? Mấy chục ngàn ký hả? Đá lì ra điện đi chứ? 40-50 á cô ha? Xoài cho nhậu hả anh? Xoài cho nhậu. Muối gì á? Xoài chén. Chén nó xùm yếu hả? Xùm yếu. Xùm ngọt. Hết nhiêu? Xoài luôn trộn. Đây hết 80 rồi. Nhiều không? Bị đá luôn. Đúng là không đâu bằng quê mình đó chứ. Rồi, về nhậu đã luôn ha. Tay dai đã luôn. Đám chụp cả nhà. Lấy còn 5.000 soi cô. Giận quá. Đi quay mà đói bụng quá, ăn miếng xôi cả nhà ơi. Bên này là mấy chú thợ lặn. Lặn ở chỗ xa nè cả nhà. Bắt xe hợp đồng đi lặn rồi. Tới giờ 1-2 giờ trưa bắt đầu chuyển về. Không hay là không lấy tiền nữa. Dạ dạ. Ồ. À dùng tay đấy mới quay dùng tay. Ở đây quê em á gọi này là cũng là gọi là nghề nha cả nhà, nghề chỉ sò nha. Chỉ cái này là phải chuyên nghiệp chứ không thì dễ đứt tay lắm. Là chỉ căng còi hay là có căng chuột không? Chuột á, chuột bán cho tôm, cho cá đồ ăn. Ờ, rồi mình sẽ cái còi đó là tiền công là 20 ngàn. Ờ, dạ, trả luôn nữa. Dạ, không chỉ cô. Chỉ con má không? Quá là to luôn. Tù hài, sò dương, quá đã. Cảm ơn các nhà đã xem đến hết video của mình nha. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các nhà trong video lần sau. Bye bye.